Hiện tiên xin chào quý bà cô chú, buổi sáng bây giờ là chị Hồng Loan với lại anh Hải lên rất là sớm, cô chú anh chị ơi. Chào anh Hải. Anh còn tưởng em nói dốc á Hải. Trời ơi. Em kêu anh mà anh đứng bển rồi. Nói dốc làm cái gì đâu vậy? Mình ai anh Hải ngầu ghê không? Nãy mới mưa hồi nãy luôn chị, bà biết chị lên hay sao, trời hết mưa nắng luôn rồi. Giờ nắng quá trời nắng luôn. Giờ nắng luôn rồi, em có nói dốc chị đâu. Anh chị hỏi anh Ngọc coi nãy đây có mưa không. Như là chị đi ở dưới nhà. Mày biết luôn. Bên đây mấy bé có lên không? Hai chị không biết chơi hết trơn rồi. Không mấy anh đi chụp dưới á. Bảo đi sớm mà. Trời ơi không có mấy ảnh lên mình phẻ còn hổi nữa. Đã chị Loan bữa nay chị Loan lên năm thầm. Hồi nãy bên này đẹp trai quá nha. Mà chị Loan bị khẹt tiếng rồi. Chị Loan, chị Loan còn sợ tụi cậu. Mà kêu anh mà anh không đứng anh nhìn. Không tính. Trời đất ơi. Bữa nay đã chị lên năm thầm cho mấy anh em mình quay mà. Mà anh nhìn sao? Giờ này cũng 10 rưỡi rồi. Dạ. Tại bình thường là cũng khoảng 11 giờ hơn chị mới lên. À bữa nay chị nói bữa giờ anh em trên đây không có quy vọng gì. Mưa gió cực khổ nên chị lên đây âm thầm không cho ai dưới biết. Em á chị thấy em nói hay không, hai anh chị lên đây chắc cũng hơn tiếng ha, trời từ cỡ tiếng rưỡi với lại sao không chị, thường thường chị lên chị like, bữa nay chị lên thì không có like luôn nữa nên không có ai biết chị lên luôn nào. Đi là ít like lắm. Dạ. Với hồi xưa giờ mà có đi về đi với ba là không có cầm máy quay hay là gì hết trơn á. Dạ. Ờ, quen rồi. Dạ. Thôi chị mốt lần sau chị có lên chị cũng đừng có like giống như vậy ha chị ha. Chị lên âm thầm mà. Lên âm thầm có tụi em tiếp đón trên đây được rồi. Ồ cái giỏ hoa chị để trên mộ chú đẹp trời, quá. Trời chuyển mưa nữa trời mây quá chừng luôn. Giỏ hoa đẹp quá. Chè sao nước. Chè chút là gặp Hồng Loan rồi ha. Chị nhẹ cô lên. Chị Loan là trước tiên mình sẽ hãy lo bàn thờ sạch sẽ, tắt nhang, thay nước. Mà Ngọc, mà Ngọc đứng ra đi. Trôi nước, chè này chè trôi nước đúng không chị? Sao anh nghe người ta nói chè sôi nước mà. Sôi nước là trôi nước mới đúng. Trôi hay sôi chị? Trôi em ơi. Chè trôi hay trôi xong rồi sôi nước. Cả Hải mở giùm chị kìa. Chè lẹt trôi. Này chị có đem trái cây lên cúng chú. Ừ. Cái trái này như là chú thích dùng lắm không chị? Cái này là lê năm Mỹ đó. Nãy em canh giờ mới phụ tới 9 mấy 10 giờ mà. Giờ này chưa đâu. Mình cứ tạm tạm đi. Anh biết sao mà anh nhìn qua mà anh không tin không? Tại một lần chị Loan lên là một lần khác chứ bộ. Là sao? Là chị đẹp á. Trời đất ơi. Rồi, rồi, chị lên rồi. Bởi vậy anh hết nhìn qua anh hết đâu có tin là em nói chị lên đâu. Không nhưng mà em nhìn xa là em thấy rồi tới công chuyện rồi. Phải chạy gấp hơn rồi. Rồi trời đang chuyển mưa quá chừng luôn rồi chị. Thôi bây giờ để cho chị sắp qua không quay chị đó. Ăn ngủ đó cả nhà. Thổi
ảnh nào nhảy nhót rồi. À, cô hai giờ chạy đi ra trang chơi. Trời ơi, quá vui rồi. Buồn chắc là về nội đúng không anh Hải? Nhà Trang. Mùa hè của Bun à. Biết thấy cũng bình thường. Chị thấy em có caramel giữ chưa? Thôi thôi. Ngô, đâu à? Không dây á hả? Dạ. Ôi là full luôn. Cô chú anh chị nhớ ủng hộ kênh của Huyện Tiên nha. Full clip luôn cô chú anh chị ơi. Có sao không chị? Quay full luôn hả? Để cho ốm mà chứ mập quá mua đồ hoài. Trời ơi mua cái mình cái tủ một đống luôn, không cho miết. Đẹp á. À, mình quay ra chị, mình quay ra. Quay ra đâu? Quay ra đây nè. Đó. Ủa này sao nay còn có gì nó giống như là nó rụi từ từ á chị. Không biết sao nó chị. Già đó, hơi già đó, hơi già đó. Thì ổng nó tốt thiệt nhưng mà từ từ cái nó sụm đất ở dưới á. Cái mình móc lên cái mình làm đất lại, cái giờ sao nó chuỗi ra kìa. Chắc không đủ á. Không đủ phân đủ gì á. Không biết bữa nó thấy cũng nhiều phân. Ở Phú Nhuận hay ở Hà Nội hả chị? Thành phố hả chị? Nhà nó mới giờ. Quên giờ. Những ngày con nó được. Hơn. Dạ. Nhớ nổi nhiều. Cố lên nha chị. 99% là phải rồi. Trời ở một ly da. Về ở nhà đó chứ đâu. Ngoài đó. Rồi bữa chị xin chú. Tiếng động hoài luôn. Bữa chị xin chú cho chị thấy, là chị có thấy không? Cho nghe tiếng động. Cho nghe tiếng động là biết ở nhà đó. Tại bữa sinh nhật lên sinh vậy mà cũng không cho thấy luôn. Thấy giờ không cho đi hay gì vậy? Là sao con mèo giết mèo? ghế nó kéo ghế trên ghế mà mình ngồi mấy vi tính á. Kéo ghế nghe kêu cậu về, cậu chỉ nghe cho chị có nghe tiếng động thôi nha. Thôi à,
cậu, chị nói thôi, nhỏ gấp sắp đi chơi thì nó bởi về theo đi chơi. Thôi, ngoại ơi, ông ngoại về bữa nào ông ngoại cho con thấy, bữa con nhớ ông ngoại quá. Có chứ bộ, nghe tiếng ghế kêu nó hỏi bà gì vậy mà về cho con. Chị sắp tới là mình có bài hát mới đúng không? Bài cùng với chị Nhi đó, của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đó. Vậy hả? Đừng hỏi anh không biết. Người tạm mời chưa biết đó thấy không? Tụi em biết trước rồi đó. Vậy anh Nguyễn Minh Anh chưa đưa chị? Chắc anh còn đang sáng tác. Có nhạc, không sáng tác rồi, có lời rồi nhưng mà chưa có nhạc á. Giờ có nhạc nữa. Khó đi ca sĩ thôi, có nhà xong rồi đợi ca sĩ thôi. Khó đi tính. Bữa nay chị lên thấy trên đây vui không chị? Vui. Không có mấy anh dưới lại trên đây lúc nào cũng vui. Như như lại nè. Phải không chị? Rồi cảm ơn chị nha. Chè đi ngoại ơi. Chè xô nước. Chè xô nước. Chè trâu nước không ơi. Ông đọc cho chè tu nước. Tu hả? Tu là tu lắm đó. Tu tu cả năm rồi luôn. Rồi là 27 này là chị bùng nổ á, cấp lòng nữa không kịp. Nay quay quick clip. Ờ nghe nói là chị tôi lấy. Thì lên đó mà chị rồi nha. 27 nha mà cả nhà ơi. Cùng với ca sĩ đến giao lưu với anh em tụi con nha, anh em. Trong đồng. Trong đồng. Không chị có chuẩn bị bà cho bài hát nào cho bữa đó chưa? Có nhiều làm hoài thôi, chuẩn bị gì? Bữa đó chị có song ca với ai không chị? Hả? Bữa đó chị có song ca với ai không? Để đâu đi chứ? Nói chị thích chị hát cái bài cho bữa đó chứ. Thì cũng có nhiều anh chị nữa. Này chị Hồng Loan với Hải giống như mặc áo cặp quá ha. Giống không mà người màu xám em ơi. Thì nó cũng giống giống vậy mà. Ai, này nhẹ ha. Dạ. Tự nhiên nhẹ được cái tay không? Đúng ngon rồi, mà. Nhưng mà đeo cường cổ nặng cường cổ. Cũng chịu. Thay vì mình đeo dây chuyền thì mình đeo cái dây điện thoại gì đó. Ừ. Cái này hơn dây chuyền nữa. Dây chuyền nó không hái được tiền. Ờ. Ghê thật. Hiện chị Hồng Loan có chú chó trên cổ nha bà con. 80 đời dương rồi. Trời ơi, em tưởng mới. Ủa đi về rồi đó đâu mà nó lấy cây làm gì? Có chị chú về đó. Sao mà về được? Ông đi nãy giờ ông tải lên giờ ông ra ông chiến tiếp đó. Ơi ơi, được một tiếp rồi đó hả? Nhanh vậy. Dạ quá hát mới có 3 bài mà nay khang tiếng rồi chị. Hả? Quá hát mới có 3 bài mà nay khang tiếng rồi. Ủa chị đi lấy lại cái nít được chưa hả chị Mộc? Bay luôn rồi. Ủa? Trời ơi. Vậy là không phải đâu, người ta báo cáo á. Người ta báo cáo tại vì hồi tối là em cũng xem live stream, hình như có một số từ là bên phở bò nó cấm á. Nó nghe được cái đoạn đó cho nên nó báo cáo. Nó báo cáo là dính giống như YouTube mình á. Dính một trong những từ đó là nó báo cáo nó tìm là dính nè. Với lại sẽ kích động bên mình á. Sẽ kích động cái hai bên cái nó lên nó chửi nhau. Thì khi mà người ta báo cáo là nó sẽ dụ đó là nó nói mình này nọ. Nó dính là dính gì đó. Ví dụ bên kia nó nói mình bên đây, cái bên đây trả lại. Cái hai bên chữ qua chữ lại cái nó báo cáo là như chế độ dính mặt. Mình ngồi giữa mình ăn hết. Mình giữa mình ăn tự nhiên mình lạ đời. Nó cũng chỉ là cái chiêu của bên anh Chí Phan. Đó là sau live mà mới bị hay là trong live chị? Sau. Khoảng nửa tiếng. Vậy là sau khi mà live nửa tiếng sau là trong khi live nó đang theo dõi mình luôn. Thì nó theo dõi thì nó sẽ có hai trường hợp như nãy em nói. Một á là nó sẽ xem coi là mình có nói những cái từ đó mà nó dính không. Chỉ cần một trong những cái từ đó dính là nó bắt đầu đo đọc lọt nó báo cáo. Cái hai là nó sẽ kích động hai bên. Nó sẽ nói những cái câu từ để kích động á. Cái bên fan bên mình mới tức chữ lại.
thì viết chữ qua chữ lại là nó báo cáo cũng dính luôn. Tại cái nền tảng sao ngộ ha. Cho mình chơi mà giờ nó cho mình nhiều cái nó rắc rối rồi làm sao mình nhớ nổi mà mình để mình tại nghe. Vì ở trong cái lúc mà mình nói thì nhiều khi mình cũng không có kiềm chế những cái từ ngữ đó. Với lại nó dùng cái chiêu đó là mình cũng dính hết. Nóng bức xúc quá chị. Nên là mình nói mình không có kiềm chế được. Thường em thấy có một số người ta cũng hay lắm. Người ta kêu mấy fan bên mình á là đừng có kích động. Hoặc là đừng có trả lời lại qua bên kia. Hoặc là có một cái người nào đó người ta sẽ kiểm duyệt những cái tin nhắn mà kích động á. Là ta sẽ ẩn luôn những cái đó thì mình sẽ không bị. Còn để bên kia mà nó comment lên mà mình không ẩn á, là bên fan mình á mình tấn công lại là bị mốt quá. Thì mốt là ví dụ như là mình có like á, mình sẽ có một cái người kiểm duyệt bình luận á, nó tạo hai bên tự động chữ qua chữ lại thì dạ, đó nó rồi. Tạo hai bên tự động chữ qua chữ lại là dính à, nó làm mình dạ nó đang kích mình. Có nghĩa là tự tạo một bên đúng rồi, bấm cành lên chữ thôi. Không, fan mình cũng nhiều mà bên kia anti fan nó cũng nhiều, nó sẽ là chị lo chị đừng hầu như là bên kia nó tự lại chữ không mà đúng rồi thì bên mình bảo vệ mình thì dĩ nhiên cũng phải nói lại thôi. Tự tạo chị gửi chú đại bi cho nghe một bên mở kia chửi hai qua chữ qua chữ lại vậy là cũng chết thường nào cũng chú đại bi hoặc là chú dược sư á đó. Bởi em thấy nó đang kích mình á, người ta ta có cái người kiểm duyệt đó anh, một bên tránh bên ta là cho thêm một cái người kiểm duyệt nữa là những cái bình luận nào mà kích động á là ẩn liền luôn, là nó không có bắt mình được. Mấy đứa ở nhà cũng vậy đó, mấy đứa nhà cũng vậy, cái chị nói đừng trả lời. Dạ, nói chung là cái bài chú đại bi cho nghe tâm từ đó đúng rồi, rồi chị gửi đó nghe cho người ta tĩnh tâm lại. Hoặc là có một số thì mình ẩn luôn, ẩn không cho comment luôn, mình chỉ like cho ta nghe thôi thì nó không gái được. Này chị lên vui không chị, thấy không, ít mà vui ha, còn đông quá lộn xộn quá chừng luôn. Trời ơi con hãy lộn vui nhiều hơn phải không, ít mà vui bữa ổn lên quá trời đông nhồi quá, hay họ làm cũng kịp mà nhồi quá em chở tay em kịp lấy hết view của em rồi. Nãy giờ hai clip chưa? Người like người gì đâu mà phát trực tiếp tùm lum. Không. Giờ phát hết đi rồi, đây tôi rú luôn à. Lần này coi nữa. Có ở đây người ta đang ngồi không ba chị, người ta cũng like. Vậy hả? Like nó sụp nhau, nó nóng quá. Không, mà bữa nay trời cũng mát nữa. Khán giả lên kiếm chị quá chừng. Khán giả lên kiếm chị lo quá chừng quá hoài. Kiếm ngoại ông nội ơi, chúng con chi ông nội. Kiếm ngoại này kiếm con. Rồi, khán giả đã quá trời rồi. Mai chị lon lên cái khán giả ta cũng quá trời. Chủ nhật cô chú đồ đi ghé thăm người thân nè, sẵn sàng ăn đây thôi. Dạ. Nay ta viết mộ cũng nhiều không chị? Sáng giờ con má ơi, giọng con lên mấy ai biết chưa. Mình bớt phật lại. Thật tế xíu, nghe chưa? Nghe chưa? Má, thường thường đâu chủ nhật tuần rồi đâu có ai đâu. Không Long ơi, chờ đâu phải chủ nhật tuần nào cũng có. Có đâu, tại nghe tin chị lon lên. Không có đâu. Không có đâu. Mình với chị đâu luôn. Nãy có cô khán giả xin số tụi em lấy cho số của chị Hồng Loan. Mà chị sao em lên cái đường like của chị bên bên shop ăn vặt á. Em cho số điện thoại đó mà sao người ta gọi không được. Thấy kẹt. Sao bị kẹt mạng hả? Tại bên này cũng nhiều đơn. Ta gọi đơn nhiều quá nhiều kẹt. Nói gọi mà nghe tiếp nhưng mà không có bắt máy. Nhiều lúc gọi ngay giờ mà nghỉ trưa đó thì không bao giờ không bắt máy được, nó phải nghỉ. Là cái thời gian làm việc của shop mình là 11 giờ đến 2 giờ là nghỉ trưa. Dạ. Thời gian mà 8 giờ đến 11 giờ á là nghỉ trưa đến 2 giờ. Rồi bắt đầu 2 giờ mới vô làm việc lại đến 8 giờ tối. Dạ. Dạ. Em mất mắt mấy bé làm mấy bé không phải nghỉ ngơi chứ. Dạ. Không thì tụi nó sừ đầu hết. Dạ. Phải có thời gian nghỉ ngơi nhưng mà chị có lên like á chị nói. Chị có nói like. Có cũng có nói nhiều lúc không, cũng có nhiều cô chú chưa có câu like được á, không có bắt kịp á thì không biết được thời gian. Tại cũng có đăng thời gian ở trên cái trang luôn. Dạ. Cái người ta vô mà nhiều lúc vô nhậm trang giả đâu biết được gì. Vô kênh em á, ta xin số điện thoại của chị muốn mua đồ ăn vặt á. Ừ. Em lên like em lấy số điện thoại của chị mà bên shop ăn vặt á. Ừ. Cho mà người ta gọi sao nói gọi hoài mà không nghe phải ai bắt máy. Thì cứ nhắn đi rồi mấy bé thấy rồi gọi lại cho. Tại giờ ở trong shop cũng ít nhân viên lắm.
thì tụi nó chết đơn xong tụi nó phải xuống đóng đơn, trong thời gian đóng đơn thì đâu có nghề ngồi được. Hồi vậy dưới thiếu người cho em, dưới em làm đi. Đổ mồ hôi mà. Nghe đổ mồ hôi. Dạ. Chạy. Cái hai chiếc chiếu đó bữa dạ rồi đắp lên mộ của chú. Mộ. Bà trên tính là bà lên bà ca hát cái bài là đắp mộ cuộc tình. Mới đem chiếu đó. Anh bán chiếu luôn hả? Ở Pháp về đắp mộ cuộc tình với tình anh bán chiếu. Tình anh bán chiếu đồ mấy chục năm trước rồi. Mà nói chung là khi mà đăng lên là không có ai mà ủng hộ cái việc này hết á. Bỏ chiếu lên mộ em lấy mà bỏ xuống. Mà còn 2 tấm chiếu nữa chứ. Nói rồi đắp mộ cuộc tình. Đắp cuộc tình là mấy hai người chứ. Cô. Chị Hồng Loan cô ơi. Cái cô nhìn. Hôm nay khán giả biến cùng đồng quá chừng. Thăm Quyến còn năm nè. Tôi Vĩnh Long. Dạ Vĩnh Long. Ủa vậy là tháng sau cho mình lại ra Hà Nội tiếp hả chị? Trong tháng 7 này luôn. Ủa? Tháng mấy rồi? Ờ tháng 7 nè, tháng 7. Tháng 7 rồi. Tháng 7 rồi. Vậy là tính Tây chứ không phải tính mấy đúng không? Tháng 7 à, làm Tây làm gì em với Tây? Làm em mà vắng mặt nữa rồi coi như là thử thắng luôn. Thôi vắng mặt nữa rồi xóa sổ bà, đánh cái dấu biết. Ngày mai dán mặt nữa là xiên rồi. Hồi này dán mặt nữa là đánh cái dấu ít vô mặt. Mai chị Loan kêu chú đi theo chị. Về nhà không có đây đâu mà không kêu. Anh Hải với chị Hồng Loan bữa nào mình ra chung cái MV đi. MV gì? Thì MV hai chồng hát chung. Vì đây xa nhau hả? Bữa anh chị chụp ảnh đẹp quá chừng luôn. Cái gì em hát khác là chị đây xa nhau. Chụp ảnh chung rồi giờ ra MV chung nữa. Là sáng năm xin đứa nữa đúng không? Trời ơi. Vậy là anh Hải là muốn thêm một bé nữa rồi. Anh Hải nói vậy là hiểu rồi đó. Vậy là sang năm thêm đứa nữa. Chị Loan lắc đầu rồi. Hay vẫn ngọt hơi xa. Biết đâu. Còn tôi. Biết đâu anh Hải. Biết đâu. Biết đâu. Giờ anh Hải muốn bé gái hay bé trai nữa anh Hải? Bé trai có nhiều quá vậy kêu bé gái. Rồi. Rồi rồi rồi. Hiểu rồi. Đâu xa xăm. Không thấy kết quả. Anh bất ngờ cho chị dở kế hoạch luôn. Anh nói gì nè. Anh nói hay chị nói ta. Chết rồi. Mở kế hoạch rồi. Giờ sao ta? Tiếp tục chứ sao vậy? Dở bờ. Dở đi, dở đi. Bé buồn đó, bé buồn rồi chịu nóng được. Ảnh mình ảnh vô là nóng quá lạnh chạy xe. Ảnh mở, người nó mở. Dạ. Ảnh vô là ai mập mập là nóng quá là chịu không nổi. Mà nghỉ hè này là ảnh đi chơi mệt nghỉ luôn á. Kỳ này lên lớp mấy hả chị? Lớp 1. Đã coi. Dạ rồi trời. Lớp 1 là coi như là ít đi chơi lại rồi đó. Lớp 1 là như là mẫu học giáo, mỗi đi chơi chứ lớp 1 là hết học rồi. Nguyên ngày luôn rồi phải nguyên ngày đa số thành phố như là nguyên ngày không? Dạ. Ở đây cũng vậy rồi bán chú rồi chứ vậy mà sáng mình đưa đi chiều là chiều mình rước về lắm chứ giờ mình rước đi rồi ăn chú rồi ngủ ở trời mưa rồi 2 giờ dậy tiếp nó cực cũng hơn ở đó luôn chiều mình rước về thấy ok à mình cho nó bán chú vậy mà nó khỏe khỏe mình còn khỏe nó nữa. Bán chú là ví dụ sáng mình đưa đi cái chiều mình canh dòng nước về. Hải nãy giờ nó nói vậy là được hai ba clip rồi đó chị. Không phải em còn gắn máy em quay chị nè. Được rồi chị Hồng Loan lên đâu thấy em đúng không?
đâu à? Chị Ni có hỏi anh. Em đi mổ. Chị Ni có hỏi hả? Anh em đi mổ. Bị gì? Bị rò rỉ. Cái chứng bệnh nói chuyện không nói. À, cái chứng bệnh chứng bệnh khó nói. Nói rò rỉ cái ống xả này. Nói một lần đây nói. Hôm nay ổn chưa? Giờ ngồi được là khỏe rồi. Dạ, à, ngồi được hả? Nhưng mà giờ nói được rồi. Đang hồi phục chị sắp lành rồi. Mừng gì nhớ về sức khỏe nha các anh. Dạ. Bệnh đồ là mình chịu không chứ không ai chịu cho mình. Có bác sĩ lo. Ờ, bác sĩ lo mà mình bản thân mình cũng phải chịu chứ. Mình phải lo tiền nữa. Ờ, lo tiền mà lo thân, lo xác nữa đó. Thì có tiền là bác sĩ lo hết. Ờ. Nếu mà ai không có tiền thì xuống lò thiêu. Lò thiêu không đồng à? Không nhận. Xuống lò thiêu không đồng. Đây có giờ cái, lò nào mà không cái đoàn để từ thiện mà 100% từ không đồng. Thì đó, đồng chị. Thiện nguyện không đồng á. Nhưng người ta hoàn cảnh nghèo quá. Cũng có chị. Để thiêu quá. Là người, mấy người đó người ta giúp. Bây như ở đây là có bên nút quá. Trời, nãy giờ quay mừng bấm luôn. Chúc mừng bạn, không sao đâu. Đỡ bớt, đỡ hủ. Chuyến xe không đồng. Dạ, đúng rồi. Ở đây là video không đồng. Được, được. Vậy là tốt. Hôm qua ở dưới trực dưới đúng không chị? Hả? Hôm qua trực ở dưới quán cà phê đúng không? Ờ, quá cực luôn. Ở nay nó thôi cho anh nghỉ ngày sao ơi. Không, ông trực từ đám tang á. Trực đám tang của cô Hảo Nguyên á. Trang qua bên đó luôn. Ở trên màu là đại diện cho ông đi đó. Đại diện anh em đi viếng rồi đi quay giùm luôn. Đúng rồi, đi viếng rồi đi quay luôn. Vậy chứ chịu chạy lắm, ở đâu cũng chạy tới hết á. Chạy ốm bớt. Nay cái trống hơi nhỏ rồi. Trời ơi, bây giờ mà chạy không mà chị bớt. Hồng Loan đi đâu cái là có mặt ổng liền luôn á. Đi Mỹ chơi anh. Người ta dạy Mỹ Tho gần sạch mà. Ôi, sắp tới chị đi Úc đúng không? Mày đi Úc rồi. Đâu chạy chứ bị đi Úc hả? Em nghe thông tin rồi đúng không? Phải coi, coi lịch rồi, sắp tới đi Úc. Chị cứ coi lịch lỡ đã rồi. Em ngồi chiều là thấy ở sân bay rồi đó. Em thấy chị hứa rồi đó. Hứa gì? Hứa trên đó rồi đó. Hứa hả? Ừ, hứa nhưng mà coi lịch lại. Nó đó chứ đeo cổ là lọc mà nhìn xuống rồi. Có vô khớp không? Tự động nó nhảy à. Quên bấm nãy giờ rồi. Không, đăng cái video hoàn chỉnh cho ngon lành một cái một à. Kiến kìa, coi chừng bò lên cổ cắn anh điện thoại á. Không sao đâu, nó cắn em cắn nó lại. Cắn với quen hả? À? Đúng rồi, nó cắn với con quen à. Mà ở đây nay mũi nó ở dưới có mũi không chị? Không. Ở đây tụi em chúc mừng chị nha. Ở đây cây luôn không nè. Ở đây là tụi em cứ ngày là tốn phải 3-4 phanh á. Trời ơi, ngon. Tụ lại chỗ cái đốt vô mũi. Chị xù ăn được chưa? Dạ. Có chân xù ăn được chưa? Mũi như con dôi vậy đó. Mũi nhân dôi. Cái này chị lo về kinh doanh thêm phút nha. Phút gì? Ờ, đấy, nhảy số liền. Nhảy số liền. Nhảy số liền chị. Kinh doanh thêm. Đây đem mùa mưa đó chị. Cái gì mà diệt mũi là ta sẽ ủng hộ nhiều lắm. Không được sát xanh. Không được, đừng đang có tàn. Mình xua mũi thôi. Mình xua nó mà chị. Nó sợ nó bay đi chứ mình có hơi nó bay đi chỗ khác. Hãm hại nó đâu. Vậy hả? Nó đâu có chết đâu. Mình có hiếp nó đâu. Được à. Xua mũi thôi. Để chị thiết kế theo cái đồ để đựng nhăn mũi luôn. À. Nước xong rồi đó. Chị mũi nó cũng xong mũi. Nhờ gì? Nhờ gì? Máu nhờ gì? Có. Chứ gì? Nhờ đập hụt nó mới sống. Đúng không? Đập hoài sao? Chứ mũi là gian sống nó 24 tiếng à. Bữa nay chị lo. Tuyệt vời. Lên trong âm thầm thì em thích cái này ghê luôn nè. Nãy còn không biết nữa là bởi vậy em mới chủ quan á. Đừng có like em luôn. Đứng ở toilet em nhìn mà em còn không tin được mà tưởng Hải nó chó toilet đâu nhìn hay vậy đó. Múc chỉ là hại cho kìa mơ xuống dưới đó ngay nhà đó ngay nhà nó phải đó. Ủa chị chưa đi hả? Hồi đó em mới nhớ. Bữa đi có một lần à, giờ đâu nhớ chỗ nào. Đó, dưới nhà. Như rồi đó chứ. Cái hầm dưới hả? Giờ chị kêu Hải đưa chị đi đi. Chị đi chị. Tụi em quay. Không. Đứng đây quay. Cây nhiều nó ủa hình như chú Hiền kìa. Chú Hiền. Chủ nhật nào không có. Có chú Hiền. Có chú Hiền. Có gì cũng được là về báo liền. Chủ tịch. Chủ tịch qua Duyên. Rồi, không cần gì báo không đi là có hai lính ngồi sau lưng không á. Chủ tịch qua Duyên đi ngang. Hai lính. Không phải chủ nhật không có đâu nha, lâu lâu mới lên. Rồi có luôn. Không, rồi không có nhập. Có hai tuần mới lên rồi. Chào cô. Cô biến mạo hả cô? Dạ.
Dạ. Em lo đến nào em lo? Con đến nãy giờ rồi. Gì hả? Chắc nửa tiếng hơn rồi á. Dạ. Hơn 30 phút rồi. Đúng rồi. Nay quay tròn nửa tiếng lắm. Em đăng 3 clip là hơn nửa tiếng đúng rồi. Thôi thôi thôi. 3 clip. Ghê vậy trời, nhanh vậy. Thấy vậy chứ không có quyêu đâu kìa. Ừ. Có người nào lên trước là bắt đầu bắt cái chen trước là có quy hoạch. Chị con chó đó là làm được tên mô hình của con Lucky ha chị. Ui, anh nói là la nhạc đơn này không động. Không có. Nhạc này có bản quyền không? Không, không, nhạc này không bản quyền, mọi người yên tâm. Tụi em đứng nãy giờ. Alo. Mấy cô qua sẵn luôn. Của tôi là bóng đứng không được, tôi quay tròn luôn. Quay tròn luôn phải không? Rồi chúng tôi cũng quay tròn luôn. Rồi chị Loan cứ ngồi chơi bình thường. Chụp okay. Em Loan ai chị dạ. Chụp với em ấy em bộ hình với em Loan. Rồi bây giờ có khán giả đến biến chú bây giờ là xin chụp hình với chị Hồng Loan coi chứ anh chị ơi. Loan dễ thương quá. Ơi anh nghe em nó không chụp chị cái hình nó làm kỷ niệm coi hai chị em tới đây đó. Dạ. Thấy em rồi dễ thương quá. Chụp nghe đó. Rồi rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Chụp con không? Em không chụp mày luôn, chụp ảnh cái bụng không chết. Qua hướng bên này. Nãy giờ tưởng là khán giả chụp không mà. Ngồi nữa đi. Ngồi nữa đi. Ngồi nữa đi, chung khỏe. Chưa đủ. Chưa. Ngồi nữa đi. Hai chục hút chưa? Dạ hơn 30 rồi chị. Trời ơi, rồi được rồi mấy cha ơi. Trời. Chị Hồng Loan ơi. Rồi rồi rồi. Chúc chị ngày mai chiến thắng nha. Mai thắng là cái chắc rồi. Mình phải nói là quyết tâm. Thắng gì mà thắng gì ra đầu đâu mà thắng quản nữa. Quản nữa hả? Hay vậy biết hay vậy. Ờ. Ê ông làm ở nhà ổng ở bên đó hả ta? Đúng không chị? Ông Nhàn ơi, hai ông ở bên đó mà không biết gì mà. Gì vậy? Từ anh Ngọc làm gì ghê anh Ngọc? Mới di chuyển lên thành phố mà. Vậy là chưa nữa. Nghe nói là ví dụ mình lên là tò mà ba lần không vắng mặt là người ta vẫn thử thua. Không, cái này là hôm trước là ở quận, hôm trước là ở quận xong mới chuyển lên thành phố. Đó, kỳ này là thành phố xử nè. Cái mỏng được nữa là ra tới Hà Nội. Ai coi giùm cái cái đồ. Cái đó là mình đi mình biết chứ thôi. Không mà cái này đúng mình bố xong rồi tới trung này. Cái này đúng là không phải là bên kia ta thương mình đâu mà bên kia ta thương quận á. Đây quận ta xử lý mà bây giờ quận hỏi xử lý để thành phố ta xử lý cho lẹ. Trong vụ này chị là bị đó. Đúng rồi, đâu có liên quan gì mình. Nói chung là giống như là người ta hư bên thành phố vậy đó. Nhiều tiền quá. Mà nghĩ sao vậy mà thưa cũng hay ha. Nào giờ chưa ai nghĩ ra cái vậy luôn á. Chưa ai nghĩ ra cái phương pháp đó mà để thưa luôn á. Lịch sử lần đầu tiên có một đúng không chị? Bây giờ anh chị nhà. Bây giờ hai anh chị cho em chụp chung tấm đi. Mình đứng sát sát cho đi. Chụp cái ảnh lên không? Quá đẹp. Quá đẹp luôn chị ơi. Bây chạy nhanh đi chị. Đó. Mình khép vậy chị. Không phải. Khép thôi à. Không đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ, từ bắt mà kêu gọi mãi. Dạ cô. Dạ. Dạ điện thoại mình nào. Ai chi bắt túi bắt. Hai là mấy mấy chị vô chụp luôn ấy, mấy chị. Cái nào? Chụp cái nào? Có điện thoại đâu mà. Ờ Nga. Chụp đi chụp cho bà. Chụp con cầm cho đưa cầm. Anh hôm nay rồi đấy. Dạ. Hôm nay vào chơi. Dạ, bà cụ đến mộ. Chụp hình của chị Hồng Loan. Bà cười tươi lên. Dạ rồi. Dạ cảm ơn bà. Ê quá. Theo dõi hơn lắm đấy. Dạ. Hôm nay vào chơi với các cháu ở Bắc. Chồng Phúc. Như là gia đình chồng mình chồng nó đi làm sao đấy à. Hà Nội hay là con dâu chồng Phúc cô chưa thấy con nào ở Bình Dương đấy, thủ dòng một hai con trai con này. Dạ. Thăm
mấy quán này gặp con gái uống này. Dạ, cảm ơn bà. Đi con này luôn. Không quan trọng. Mày không làm YouTube mà làm với bánh da. Ở nước nước hoa vậy. Cái cô khán giả đó. Còn vàng kiến đâu mà kìa. Kiến đâu kìa trời ơi. Chị mới đem cưới. Về ngoại ơi. Ủa, chị Long về hả? Dạ. Trời ơi. Lâu lâu chị làm lên mình. Năm rồi đó hả? Lâu lâu lên mình chạy rồi. Quá trời luôn à. Làm cái thứ năm rồi đó hả trời. Quẹo quá trời. Chị quẹo hả? Ai làm lại lâu lâu lên lâu mình lâu chơi lâu lâu xíu chị. Khoan, dừng lại hai giây. Cái gì? Chụp hình. Đâu hết không? Ờ trời bấm kìa, bấm ngon lành luôn. Ờ thấy thật cái cưng luôn. Trời còn mở cửa ra nữa chứ. Mở cửa mà không được. Định mở cửa nhầm chị luôn. Không quen. Không quen. Cái xe của chú mà sao không quen được. Chị về mà thành công. Từ. Rồi, chào chị nha chị. Rồi. Rồi, giờ chị Long ra về của chú anh chị ơi. Cùng với anh Hải ha. Chạy số 1 ve luôn. Ra 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 làm